Tiến Dũng khoe ảnh cưới siêu sinh cùng Khánh Linh chụp theo con bóng đá. Hình trong ảnh cưới của Trung vệ Bùi Tiến Dũng và bạn gái tiếp tục được hé lộ. Lần này là con quen thuộc với các cầu thủ. Trong hình cưới được tung ra lần này, vợ chồng Bùi Tiến Dũng diện áo đôi màu đỏ, mẫu áo của đội tuyển Việt Nam khi dự Asean Cup 2019. Con áo và bóng là phong cách khá quen thuộc từng được nhiều cầu thủ bóng đá áp dụng khi chụp hình cưới. Ba bức hình được xếp theo chiều dọc, thể hiện quá trình làm quen tìm hiểu rồi hẹn hò của cặp đôi ở đó luôn xuất hiện một trái bóng tròn với chữ ký của các cầu thủ hình ảnh này cũng đại diện cho đam mê nghề nghiệp của tiến dũng ban đầu anh chàng còn giấu trái bóng sau lưng vui vẻ trò chuyện với bạn gái khi hai người nắm tay nhau tỉnh tứ cầu thủ sinh năm 1995 mới tiết lộ món quà mà anh chàng dành tặng khánh linh chính là trái bóng tròn gắn bó với anh từ thuở nhỏ điều này khiến cô bạn gái có phần bất ngờ và ngạc nhiên Khoe ảnh cưới siêu sinh cùng bạn gái Tiến Dũng nói lời ngọt ngào Cảm ơn em đã đến Và là người đá cặp ăn ý nhất Bên anh suốt cuộc đời Sau khi kết thúc đợt tập trung cùng đội tuyển Việt Nam Vào ngày 28 tháng 12 Tiến Dũng sẽ trở về nhà chuẩn bị cho đám cưới với Khánh Linh Cặp đôi sẽ tổ chức lễ thành hôn Tại 3 địa điểm Đầu tiên là quê nhà trai ở Hà Tĩnh Sau đó là nhà gái ở Bắc Ninh Và một bữa tiệc cưới tại Hà Nội Ba đám cưới sẽ diễn ra vào tháng 1 năm 2021